Rồi, chào mấy anh nha à, Chào mấy anh đến với clip tiếp tục uh, clip làm uh, clip báo giá nha mấy anh Mà Hôm nay em sẽ báo giá về bốn uh, cái kiểu chậu mini 31 để qua này rồi tí 31 để qua này, 30 vô giữa bốn cái kiểu chậu mini này nha mấy anh Khuôn này là khuôn nhựa ABS Trung Quốc nha mấy anh bốn loại này là bốn loại mini Trước em có báo uh, lục giác lùn rồi Lục giác lùn 45-55-65 rồi ha Lục giác cao uh, 38-45-60 rồi Ờ, lục giác 70 rồi Mấy cái đó là mấy cái to rồi Hôm nay em sẽ tiếp tục làm một clip báo giá về Mấy cái chậu lục giác nhỏ Chậu lục giác gọi là lục giác mini đi Rồi đây chúng trong video là bốn bốn kiểu nha mấy anh Rồi em sẽ báo giá từng cái Đầu tiên là cái lục giác này là lục giác 31 Lục giác cao 31 Nó, nó cao l... à, phải cao 31 Rộng 31 Lục giác rộng 31 Nhưng mà nó cao hơn Nó cao hơn mấy lục giác kia ha Nó cao lên xíu lục dáng này thì gồm hai hoa văn ha hoa, hoa văn uh, bông hồng với hoa văn cây lúa hoa văn địa địa lan với lộn quên đợt một tí mập kia <laughs> cây lúa liếu bông hồng với địa lan á mấy anh cái lại có chân quỳ luôn chân quỳ này là vừa khích với nó luôn á thì em báo giá trước đo cái thước rồi đấy vừa đo lên báo giá nha cái này thì nó phủ bì là 31 mươi mấy anh khuôn chọn abs thì tất cả đều có lòng trong và tất cả đều tính phủ bì nha mấy anh phủ bì này là 31 cao nó nhiều cao chậu nhiều 28. Cao chào 27. Đổ đâu tới đó đâu nội 28. Cao chào 27. Luôn chân chậu ơi. Chân chậu là mười mấy á, chân chậu tầm 12 rồi mấy anh. Còn à, từ chân lên chậu luôn là khoảng 41, 40. Đó là chậu lục z 31 nha mấy anh. Chậu này là à, giá của nó là 600 000 bao ship nha mấy anh. Mấy chậu nhỏ này thì không tặng sơn nha mấy anh. Em báo giá xác cho mấy anh luôn. Chậu lục giác 31 luôn, chân quỳ 30 này là luôn chân quỳ của nó chân quỳ này là xài cho 25 30 31 luôn chân quỳ này của 31 á luôn chân quỳ là 600.000 ba ship nha mấy anh đây là cái lục giác 31 chân quỳ rồi tiếp theo là cái lục giác 30 ha cái này là lục giác 30 chân quỳ thì nó phủ bì của nó cũng là 30 cái này bông hoa của nó là hoa hồng nha mấy anh nó có một hoa văn hoa hồng à hoa văn có chữ tàu nữa nhưng mà em không nhập em nhập hoa hồng thôi nó xài chung chân quỳ với 31 luôn thì cái lục 30 này phủ bì 30 đó cái chậu cao như thế lọt uh, chiều cao chậu á chiều cao chậu tầm 23 mấy anh rồi chiều cao luôn chân lên là tầm khoảng uh, nhiêu 35 không ta tầm uh, 37 mấy anh chiều cao ch luôn chân lên là 37 nó lùn hơn cái kia tí xíu à thì chậu này cũng bằng giá chậu kia luôn mấy anh lục nhét 30 chân quỳ hoa hồng là 600 ngàn bao ship luôn mấy anh đó tiếp theo tiếp theo là cái chậu lục giác 25 lục giác 25 này thì cũng xài chân này luôn nhưng mà xài chung chân này thì nó bị dư vô xíu nha anh ha, xài chung cái chân 30 31 này thì nó bị dư vô xíu nhưng mà để nha thì nhìn vẫn được ok thôi tại vì nó thiết kế một cái chân cho ba cái chậu mà thì mấy anh muốn mua đem chân này thì mua còn không thì mua cái này khỏi chân cũng được lục giác 25 này không chân là 200 ngàn nhưng mà anh có chân là 450 ngàn mấy anh không chân là 200 000 có chân là 450 000 lục giác 25 nè, cái này là không chân nè. Không chân là 200 000 bao ship, có chân là 450 000 Nó có hai hoa văn hoa văn chữ tàu nè, và hoa văn hoa văn sen chút nữa. Nó có hoa văn sen chút nữa, đó. Nó có hai hoa văn, anh thích loại hoa văn nào thì lựa. Rồi tiếp theo nữa là cái lục giác 20, lục giác 20 lục giác nhỏ nhất. Lục giác 20 này cũng là tính phủ bì 20, nó cao chắc tầm mười mấy mười mấy đó ha. Đo thử lên đi. Cái này nhỏ lắm mấy anh, mini mà Chắc là mười mấy à, 15 rồi, mười lăm anh, cao là 15 lăm bì hai Chậu này là 150 trăm năm ngàn bao ship nha mấy anh Đó là về bốn cái loại chậu mini của Trung Quốc Khuôn này thì khuôn Trung Quốc nha mấy anh, khuôn nhập Trung Quốc Nhưng mà có cái 30 mươi này dày nhất Còn ba cái này là độ dày nó không có không có nhiều Cái chân thì tương đối dày Cái chậu 30 thì dày, còn mấy cái này thì nó nhỏ nên nó không có thích Nó không cần phải làm quá dày với lại cái nhựa trung quốc là cái nhựa nó dẻo nữa nên là không có sợ lắm đâu anh cứ đổ bình thường thôi không vấn đề gì hết lại mấy cái nhỏ này nó không có không có tới. kiểu như là nó, nó, không có dễ bị ấy đâu nó nhỏ xíu mà mình đổ dễ lắm không sợ bị bể đồ này kia đâu nên anh cứ làm cẩn thận là ngon lành hết thì em làm clip em báo thì em phải báo chi tiết cho mấy anh chứ không mất công lúc này lúc kia ha thì 31 này là em báo lại ha lục giác 31 với lục giác 30 này lưu chân quỳ là 600 ngàn bao ship còn mua chậu riêng á hay chân riêng á thì liên hệ em gọi điện thoại hai số điện thoại màn hình cho em báo giá riêng cho còn cái 25 này là là hai 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 trăm ngàn bao ship luôn chân là bốn trăm năm mươi ngàn bao ship còn cái chậu lục giá 20 này là không chân nó không có chân xài chung chân này không được đâu xài chung chân này nó dư nhiều lắm nó ghê lắm cái này là 150 trăm năm mươi ship nha rồi mấy anh nào mua bốn cái loại chậu này liên hệ vui lòng liên hệ hai số điện thoại màn hình cho em nha thì bên em á, thì mấy anh mua hàng á mấy anh cho những cái anh mới chưa mua hàng lần nào thì mấy anh coi clip làm sao em báo giá làm sao là ý trang vậy hết ha trong clip em nói là sao là y chang vậy hết đó giá cả đồ kích thước rồi em báo trong clip hết thì kiểu chậu đổ ra thì mấy anh kiếm là những clip cũ ngày trước á cái đây tầm ngày trước có mấy tháng trước nửa năm trước á em có làm em có sơn hết tất cả các kiểu rồi thì nói mấy anh có thể kiếm lại tham khảo sắp tới em sẽ đổ em sẽ sơn dần cho mấy anh coi lại rồi với lại mấy anh mua hàng á mua hàng thì sẽ giao hàng toàn quốc với mấy anh tất cả ở đây là báo giá là miễn ship hết nha mấy anh giao hàng toàn quốc ngân hàng Hàn Quốc nhận hàng thanh toán trong quá trình vận chuyển á, nó có bể hay vỡ hay là nó mẻ miết gì đó mà ảnh hưởng đến cái khu mình mình không làm được á thì mấy anh cứ liên hệ lại số điện thoại cho em em có thể là đền bù cho mấy anh khuôn khác hoặc đổi khuôn khác cho mấy anh ha à, mình có thể có chính sách đổi trả đồ ngon lành nha mấy anh đó là về những cái chính sách bán hàng bên em thì giá thì em cũng báo công khai rồi thì mấy anh nào mà mới thấy giá đó hợp lý thì mình mua còn không hợp lý thì mình có thể kiếm chỗ khác mấy anh anh có nhiều mấy anh cứ gọi em trả giá làm gì cho mệt tại giá là giá em báo công khai rồi em tính sát giá hết rồi trừ chi phí đồ này kia hết rồi nên là mấy anh có thể thấy chỗ nào mà rẻ hơn thì mấy anh có thể mua nhưng mà sau bán hàng nó mới quan trọng sau bán hàng nó còn những cái chính sách sau này nữa mới quan trọng đó, ví dụ như là sau này mấy anh bị bể mảnh mấy anh nhờ em chia cho mấy anh một mảnh rồi hay gì đó thì mấy cái chính sách sau này nó mới quan trọng chứ còn cái chuyện mà giá cả này thị trường nó cũng xem xem nhau hết rồi mấy anh rồi thì hôm nay em sẽ báo bốn cái loại này thôi mấy anh anh nào cần mua bốn loại mini thì liên hệ em cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của em nha nhớ đăng ký kênh với anh sắp tới em báo giá đầy đủ hết cho mấy anh coi rồi em cảm ơn mọi người